We continue the topic of À, họa từ khẩu mà ra, bệnh từ khẩu mà vào, disasters can come họa from tùng khẩu xuất, the mouth bệnh tùng khẩu nhập. and sickness can come Nói from the mouth as well. cái lời này cũng là để nhắc nhở thì ngành giả chúng ta phải These words are luôn to tốt về công remind phu, luôn sự us tu tập, không to có hướng đến cái phần đẹp, return to the không hướng đến cái practice ngã chấp vô minh. instead of Tại vì chúng going ta after cái nỗi niệm phân biệt our đó rồi, discrimination and ignorance. nói lên cái lời phân biệt. When we give rise to the thought of Thì cái niệm discrimination, ngã chấp á thì lại we nói lên cái can lời ngã chấp. say Thì cái things lời that ngã are chấp về phân biệt nó discriminating. lại sinh ra những cái rắc rối rối ren, và Or chúng ta càng when we give phiền rise não to hơn, attachment, we càng also phức speak tạp hơn với of cái vấn đề xung attachment. quanh, And all of those will do give us a cũng lot mình of không trở về công afflictions. phu của mình, mà cái đó là cái tập khí And ngàn that đời người is thường because hay mắc we phải. Và cái normally công phu tu tập của chúng don't ta return to nếu mà our không có practice kiên nhẫn, không due có to our karmic một energy. cái niệm thấm thiết sinh tử, có một If cái we ý don't chí kiên have cố a lập trường vững chắc, determination to sinh liberate ra from birth một and cái death and a strong ngã chấp vô minh, tập khí determination, của mình nó chi phối, we will be mà cái very kiên nhẫn easily á là influenced cái by chỗ mà our dễ attachment phạm nhất, and dễ gây karmic ra habits những cái phiền não, những khổ and đau nhất. Đó là cái our mouth chuyện thực sự ra normally will generate a cái lot tâm of mình không có xấu, karma nhưng and mà afflictions. cái miệng mình nó nói ra làm cho hiểu lầm, làm cho Sometimes người ta tác ý, làm we cho don't have phân bad biệt nổi thoughts, lên. but the À, way we talk chuyện không create a cần lot thì of người ta cũng cần phải đưa misunderstanding ra cái vấn đề hết sức là phức tạp, mà cái phức and lead tạp đó to a từ một lot of ý ta lại suy diễn nữa. complications. Cho nên bắt đầu từ cái chỗ đánh mất công phu, And cái hành therefore, khỏi, everything started để cho from chúng ta làm us sao losing luôn our nhắc practice. nhở và trở về cái công phu. Không phải là Therefore, mình we bịt always miệng mình làm reminded thinh, không phải là each mình không other nói, to return to our mình biết practice. không phân biệt. Cái miệng nó luôn luôn nó nói, mà cái tâm luôn luôn biết It phân biệt, doesn't mean that nhưng mà không, mình we phải lấy don't cái công talk. phu của mình làm đầu, lấy All we want cái căn bản phá ngã us to chấp của do mình á là is chánh, to thì cái công prioritize phu mình là our đang phá ngã practice chấp. Trên cái lời á, mình đang công phu đang tu tập to á, có nói cũng nói rất transcend là our hạn chế, tự attachment. động nó hạn chế, không So phải là when cái we ý thức mình practice, á hạn we chế nó nữa, automatically tự động nó hạn chế trong reduce cái our thấm talking. thiết sinh tử của mình á, cái niệm thấm thiết sinh tử của mình á It's đưa mình vào because công phu. our Rồi những cái lời determination to nói liberate luôn from luôn birth là hạn and chế death chứ không có bao giờ chia rẽ cả, automatically bring us không bỏ back cái ý mình to đi, our không practice có để and cái ý mình, our mà luôn luôn để công phu. words Và đến khi nào normally mà will cái tâm help á, tin tự tâm, niềm tin tin tự tâm nó mạnh và cái công phu đến triệt để, connect người people ta instead hỏi of gì ta nói gì, cũng dividing chỉ them. là công phu thôi, chỉ là tham thiền thôi, No giống như matter ngày what lão people quả. are Bởi asking chúng us, ta we chưa có cái niệm thấm thiết sinh normally we tử, just talk chưa có about một cái our quyết tưởng tu practice. tập giống như ngày lai quả. Mình không thể bắt chước, mình bắt chước đó cũng là cái sở cầu, là cái sở đắc, We là cái sai don't lầm. have such Làm a sao chúng ta strong nuôi lớn được cái công determination like phu Master Lai Quả. bằng cái ứng dụng hàng ngày If của chúng we ta, try to imitate bằng him, cái we might make mà tham mistake, học và you sự know. tu tập So để tăng trưởng được cái all niềm we need tin to tin do tự tâm, is to keep giống up như sự our chân thật practice vững and tin seek out chỗ the mà ngày learnings lai quả đã from đi the wise qua, teachers giống như chỗ mà Đức Phật đã đi qua, chư tổ sư đã đi qua, and just follow mình phải kinh nghiệm the lấy kinh path nghiệm đi của of mình. Cho nên cái Master Lai tâm học Quả, the Buddha and và sự other tu tập patriarchs. rất quan trọng, rất cần thiết So it's cho very ngành giả thấm important thiết for của chúng us ta. to practice Thì and seek out cái learnings. những cuối tuần là những cái chúng ta chia sẻ trao đổi, cuối tuần Every là chúng weekend is ta our chance sắp to tấn lẫn nhau trong cái công phu share tu tập. our experience Tại and vì đâu encourage có những each cái bất other thiện on our trong cái path công of phu, practice. và những So cái right vấn now, đề gì anyone have lên sự any tu tập questions mình or muốn want to tháo raise gỡ, any giải tỏa, issues hoặc muốn chia sẻ với tất cả bạn đồng or thảo, even share xin mời your mạnh experience, dạn nói ra. please feel Nam free to mô bring it Bổn up. Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Phật. mô Sakya Muni Buddha.
Rồi, im miếng. Im yên, please. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính Nam thưa mô Thầy, Sakya Bổn Sư Cha Muni và chư Phật Buddha, đại chúng. the Thưa master Thầy, or cho con xin hỏi câu hỏi là teachers vì sao mà and practitioners. I cũng want cái to việc cống chí sinh tử, cũng cái hoàn cảnh, cũng cái môi trường, đôi lúc á mình why dũng mãnh, mình vượt qua một cách rất là nhẹ nhàng, nhưng đôi lúc á sometimes we are những cái very việc strong enough không to nhỏ bé thôi overcome mà a lot of mình cũng things. vượt qua không có được, However, thì có there are phải là times do cái where portfolio we tập luyện couldn't nó lại overcome xuống, small hay là do things. Is cái that tâm của mình because nó quen đi cái our niệm cống chí sinh practice tử, thì kind of đây up là and cái down? bệnh của chúng con thường xuyên hay gặp, thì con cũng xin thầy khai thị sức tấn thêm cho Or tụi is con it được không? because we don't have our À, determination is not strong enough? Could you please explain more? thực Thank you, sự Master. tất cả những cái vấn đề ngã chấp vô minh của mình là All of the cái problems sự of dẫn dắt attachment của mình ngã chấp and vô minh là cái tập ignorance khí. and Nó cứ mình the khởi, nó our cứ làm karmic động rồi nó habits, làm theo cái ngã mình, cái ngã mình nó dính vô đó, nó tăng are thêm lên cái always tập khí. around Cho us and nên đó, cái việc nhỏ stimulate chẳng our to, ego, cái việc không to là and gì, mình đã they make cuối kết such cục là a từ một cái small chuyện rất things là become quan seems trọng hệ very trọng big, đó. Ừ, cho đến xảy ra những cái a sự việc very nhỏ, unimportant matter tất cả become đều very là cái serious. vô minh ngã chấp, đây là cái phân It's biệt all của mình. due to Và our discrimination, cái này nó mới attachment, xảy ra là and do mình bỏ công ignorance. phu, mình không có chú trọng ở công phu, Everything mình không có happens đi đúng actually cái tinh is thần due to ngã us chấp losing mà Đức our Phật dạy, practice. cái tinh thần tu And tập ấy, because cái tinh we thần don't tu tập. follow the principle Thì cái of đó transcend our vô lượng attachments kiếp taught nó by the luôn là Buddha, như vậy đó. À, this trên is cái ngã chấp cho nên something that nổi happens tham for sân multiple si, lives. Because we nó have đưa ra một cái attachment, nhánh như vậy, nó we để give ra rise cái to the phân biệt thoughts of á, cái phạm phu như vậy, a greed, of cho nên làm anger, người ta of điên đảo, ignorance, làm người ta phiền não, làm and cho tâm create a mình lot có of khổ đau delusions thật and luôn. afflictions and suffering. Đây do mình quên quên mình chạy theo cảnh duyên á, It's mostly cho nên because mình we quên mất cái forget công phu của mình, ourselves and our quên mất practice and just cái sự tu tập của mình. chase after Cái sự tu tập á surrounding things. nó rất là quan trọng. Nếu The chúng ta ý practice thức is được very cái vấn đề tu important. tập, If Đức we Phật are nói đó là aware cái vô of the minh practice, từ vô lượng kiếp, mà nó bắt đầu từ cái vô thủy mà chạy theo cái ngã chấp á, chạy theo danh tướng, chạy theo cái the quyền lực, Buddha chạy theo giả tạo. said attachment is there Nhưng from mà nó có tướng, cái countless tướng nó có lives. âm thanh sắc tướng, nó có danh. Còn đối với cái công And phu, đối với sự tu tập trở về cái tự tánh đó, thì it's very nó vô easily tướng, for us to attach trở về cái to sự tu sign, tập. to form, Nên cái pháp to sound, thiệt while the nghĩa, cái pháp practice is bát signless, nhã formless, đại pháp này soundless. á, That's why it's hard rất là to khó, stick with the practice. chứ không phải dễ. Nó And khó therefore, do it cái is tâm của chúng difficult ta, to return to chứ không phải là cái gì the do chính prajna mình, chứ không practice. phải là do bên ngoài hay do ai gắn cho But mình, it's difficult, do it's chính just mình, due to cho nên nó us, là thật due là khó. to Và our cái ngã chấp attachment, not nó dựa because of trên cảnh anything duyên, else. nó thuần thục, nó quá là thuần thục, nó không có cũng biến thành có, nó Our giả cũng attachment biến is thành so chân thật, familiar with us. cho nên mình mới khổ não trên đó đó, That's xin why chạy we theo nó hoài. Mà rồi mặc dù mình học lâu năm, have a lot of mình nghe suffering. lời Phật, nghe lời tổ, Even though we thấy rõ practice rằng for a Phật có while hệ and nguyện nữa, make nghe lời nguyện vows đại chúng sanh chịu tất cả khổ, thấy không, đủ hết, and nguyện chúng sanh phải độ hết chúng listen sanh to trong the 10 ức words of the mới chịu Buddhas thành Phật. and the Đó, những cái Patriots. nguyện giống như chư Bồ Tát vậy. Like make Rồi such nguyện big là ngũ trượt vows ác as thế, the nguyện cái tạo phước Bodhisattvas. như nhất chúng sanh vị thành Phật á. Một người mà chưa thành Phật á, thì không có chịu vào cái niết bàn. Ừ, chưa chịu vào niết bàn. À, thì mình đọc, mình nguyện, mình đọc hàng ngày, đọc hàng ngày So hoặc mỗi even buổi though sáng này, phát cái tâm nguyện, nhưng we mà chant phát thì phát those chứ không vows làm. every day, Mình phát thì mình phát bằng miệng, mình we đọc bằng give cái lưỡi rise to hùng the hồn thôi, vows, but nhưng we mà don't actually do mình it. chấp chấp ngã chấp thật kinh khủng, We như những still chuyện đâu có attach gì đâu, nhưng mà to mình vẽ ra là everything có, and thì treat đó là them as cái vô real. minh, cái ngã chấp của mình. Mà mình phát nguyện thì cái tâm ban đầu là vị chúng sanh chịu tất cả khổ, nhưng mà mình đâu có chịu đâu,
mình mới bị Wait. oan một cái, bị người ta nói gì một cái là mình bất bình, nên á đó đều đều là cái sai của mình không có nhận ra cái sai của mình, cái lỗi của mình mà mình không có biết á, And sometimes we thì don't phải nhờ recognize thượng tọa, our mistakes. nhờ Phật, nhờ tổ Therefore, giúp mình we để need nhận ra mới wise trở teachers, thành the cái Buddhas and the đại nguyện của mình patriarchs được, to help nhận us ra trở thành recognize our thầy cô, mistakes, sự tu tập của mình được, so we mình can chuyển thân return lại to mình để our mình trở gray về cái vows, bản lai diện mục của mình, our practice, chứ không có chạy từ return to cái our gây original quỹ, phase cái vô minh ngã chấp instead nữa. of À, following mà vô minh ngã our chấp nó thuần thục mà nó quen thuộc nên là attachment and nó rất là ignorance. dễ kéo mình, nó chỉ kéo một cái nhẹ là mình chạy mất tiêu á, rồi trong khi đó cái công phu của mình nó giống như một cái tảng đá lớn như một cái núi sắt vách bạc, cái núi sắt vậy, The attachment and ignorance that's so nhích không nổi familiar nữa, to nó us, khó that's why kinh khủng. they Thành ra Đức Phật cũng easily có ví dụ á, cái ngã influence chấp mình giống us như cái núi tu di and nó đè mình xuống vậy drag us đó, around nó cái while tướng, our cái tướng tượng như practice núi tu di, is còn đối very với lại cái vô tướng nó unfamiliar to chấp trước thì us. nó không có hình tướng nên đâu có thấy, không có nắm bắt được, nên phải thận trọng mà phải luôn tham học. Therefore, we have to be À, very mà tham học á cautious and phải trở về always cái công phu, seek hướng dẫn công out phu của the teachings mình quên công phu một cái mình lọt vào vô and minh, vô always ngã need chấp to nữa, apply to our nên trở về công practice. phu bằng cái lời khai thị cổ Anytime xưa we đề thoại forget đầu or lose our chữ nghĩ practice, tình, we will fall mặc into dù á our attachment right không biết away. ghi tình có hay không, bạn cứ đề rõ Always ràng need mình to lọt, ask the mình cứ đề questions rõ ràng, and cho dù raise the á doubt. cái công phu đó nặng như tảng đá No đè matter mình không ra whether the nổi doubt is cũng phải there, đề, we still have chậm lại to cũng phải đề, từng chữ ask the một cũng phải questions đề, tham học clearly, một cách khác là trở về slowly. công phu. Và chính cái công phu There's mà chỉ no other cọ way sát với around. tập khí vô minh ngã chấp của mình như vậy đó, đôi khi mà nó vượt The qua được cái practice khó đó will help rồi us, thì nó sẽ đi cho thành tựu. Cái cho dù expose to cái phiền não đắng cả mình á, our đắng cả miệng á, ignorance phiền não mình and attachment đúng mà and overcome coi them. buồn phiền khó chịu á, đủ thứ suy nghĩ, đủ thứ chỗ muốn hết, No matter what thoughts mình we cũng have, không no có mình matter tới nữa, cũng phải đề what thoại suffering đầu khởi we nghi go tình, through, nó có we have khó không, đề to thoại đầu khởi nghi tình, nó có put all vui of không, those đề thoại đầu khởi aside nghi tình. and keep Đây là asking the cái lời của cổ question xưa and luôn nhắc raise the mình trở doubt. về công phu, chính công phu đó mới giúp cho mình thoát khỏi cái Always return to vô the minh ngã chấp practice because tập khí đó, the only way nên that á help us hiểu transcend biết lời our Phật, ignorance and nghĩa attachment. là hiểu không tới, biết không rõ lời Phật dạy, nhưng mà có cái thực hành này. À, giống như là mình á, cái gương nó dính bụi lâu ngày, gương lu vì bụi á, trăng lờ vì mây á, trăng mờ vì mây, thì đợi gió thổi mây bay, gương lau chùi nó bớt bụi á, thì nó sẽ sáng tỏ, nó rõ ràng cái mặt của mình ở trong đó, thì phải phải ra sức công phu thôi, dùng công thôi, nên ra sức tu So tập we thôi, have to make chứ mình our không bao giờ tu efforts mà cứ muốn to đi tìm thấy practice rõ, hay là muốn này muốn in nọ order thì to nó vô ích đó, mình phải công see phu vô ích, our original nên cuối phase. cùng phải quay về công phu và tu tập. Tất cả những cái lời khuyên, lời giải, All of the nhắc advice nhở or chỉ explanations là cái phương tiện, nếu or không thì công reminders are phu just không skillful thể nào means. có If thể we don't practice, trở về được với tự tánh, there's no way we giống như can Phật return to our nói với nature. ngài A Nan, dỗ cho ông sớm Like học rộng hiểu nhiều, trăm kiếp Shakyamuni ngàn đời Buddha không bằng một ngày told tu tập. Có Ananda, sự tu á mới độ được no matter cái nghiệp how chướng của mình much á, you nếu mà learn, không có được cái it sự tu tập doesn't thì dù matter có if biết you nhiều don't giỏi practice. giang bao nhiêu, cái hiểu biết cái giỏi giang đó cũng có không có đổi, không có vượt Your qua khỏi cái knowledge nghiệp lực của mình đó, cannot help nên you chỉ có sự công overcome phu, sự tu tập your thôi. karma. Thì Only the trở practice lại, can mình help phải you công do phu mặc that. dù công phu mình không có thấy tướng. Cái nhiều người hỏi có thấy gì không, mới vài ba bữa, một hai ba tháng Lots of thấy gì people không, keep mà cứ hỏi thấy gì không thôi, thì tất cả asking các cái whether mắt they khác á see thì something có cái from the từng bước practice. á thấy rõ, But remember that this còn đối với cái practice pháp hành is thiền á, signless nếu mà không có and cái gì là tốt á, thấy cái gì là nguy hiểm á, formless. cứ Therefore, thấy if là you cái don't gì sợ see đó, anything, don't thấy feel là anything, sợ that's cầu, good. hay là không thấy gì Whatever là tốt you mà cái sự see, sợ á, thì đều là ngã chấp, đều là all of hình those thành are cái năng just sở, attachment. rồi buông không dám thực hành, không dám When you đi. see something, it means you're Cho still nên within phải thận subject and trọng object. đối với cái pháp tham tu sự thiền.
Therefore, thì tụi mới nói là không có be cái very bánh, careful with this practice. không có cái chỗ để đứng chân nữa, That's why the preacher said mà there's chính đó mới gọi là khác nothing nhã, to abide tức không bất to. nhị. But À, that đó là cái is phương tiện luôn, phương truly tiện lời nói, nên mình the phải dùng trong pragna thực hành. non-duality. Và để cho không có bị sai lệch á, thì phải luôn tham học nương nơi chư thiện tri thức And in order bạn, for us to not make và chính thiện tri mistakes, thức về bạn đồng we have to tu luôn always seek out luôn the teachings là nương and nơi lời của follow the wise tổ, teachers nương nương nơi cái chánh pháp, and follow cái the bạn nên là cái teachings ngã of chấp và the vô right dharma đó. Mình of the tu tập Buddha trên and công the phu mình sẽ patriarchs. nhận ra, trên If công we phu nương nơi practice tu tập mình sẽ well, nhận ra. we will be able to Thì recognize the phải right mà luôn dharma. à, phải luôn luôn công phu tu tập đó. So Có gì always người hiểu remember to practice. Do you understand my explanations? không? Dạ hiểu ạ. Con xin cảm ơn thầy. Yes, thank you Thưa thầy, cho master. con xin thỉnh thêm cái chỗ công phu một chút I xíu ạ. haven't, Dạ thưa thầy làm. I also want to ask more about the Mình practice. đó thường xuyên mình cũng luôn luôn tự nhắc nhở, giống như là tại vì cái này cũng là cái sự chia sẻ của bạn đồng tham mà bản thân cái chúng con cũng thường hay bị gặp, là giống như là khi mà Lots of mình us have this hỏi câu same hỏi giống như thầy nói là issues. mình phải thường xuyên hỏi câu hỏi đầu. Thì khi tại sao mà trong cái trường hợp này là trong trường hợp là lúc nào cũng hỏi câu hỏi đầu, nhưng mà nó Even động cơ when thực we sự là always nó có một ask cái sự the khác, trong tâm lúc nào cũng hay cái sự bực bội questions, we mà keep đôi lúc feeling like mình a hỏi nó không rõ pressure ràng. within our Thì mind. thưa thầy là có phải chỗ này dụng công có bị sai không ạ? And sometimes Thì the cái questions này cũng is not sự chia clear. sẻ của bạn đồng tham, Do mặc dù bạn đồng tham I có do it cố gắng wrong? để I lắng nghe have a và co-practitioner who share the same experience. nỗ lực trên cái sự công phu tu tập. Thì con xin thầy có thể tắm nhận. Could Cảm you ơn thầy. please talk more so we Cái tham can feel thiền more thì encouraged đúng on our cái practice? tông chỉ The practice của have to chánh follow pháp the và Phật right pháp á, principle. tông chỉ của chánh pháp Phật pháp á, từ nghi đến ngộ mà phải phá ngã chấp ha, The từ right nghi đến principle ngộ phá ngã is chấp là phải vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở going trợ. from doubt Nếu mình to cứ vô đắc mà enlightenment không đắc được á, mình sinh ra and phàn nàn. overcome Mình có sở attachment cầu mà không cầu được á, mình sinh and ra get rid of, hoảng hốt lo you know, all sợ. the things to Nếu mình cứ muốn, tại vì cái thế giới cái thức desire ý của mình á, cái ngã chấp to của mình phải luôn gain luôn có to cái gì, fear. thành cái gì, được cái gì, cứ như vậy đó. Có cái sở không à, cái sở nắm, sở bắt, If sở we thủ, sở đắc always ở trong đó want đó. to Cho nên chính cái sở accomplish đó nó something hại mình từ vô lượng kiếp, that từ vô kỷ. desires, Mà căn we bản actually trụ backfire. trên cái năng sở, cái nguồn gốc của vô minh đó, thì không bao giờ We đạt for đích của vô countless minh life cả. always abide to Nên nói tại sao tham thiền nó the quý nghi object tịnh, and subject. tham thiền quý chỗ nghi tịnh là như vậy. Chính cái nghi tịnh nó sẽ quét sạch cái Why do năng we sở. say Nó it's quét important sạch năng to sở have là the cho cái doubt? lời giải thích It's thôi, because bất the doubt nhị will như tổ nói ra sweep thôi. away all the subject Cho and nói object. nghi là nhân của ngộ là vậy đó. Nên mình cứ đi tìm á, mình lại That's why nhận we ra, said hay là mình đặt doubt ra một cái is the lý, chính cái cause lý that để lead cứu lòng to sự sự tu của mình. Mình cứ enlightenment. muốn muốn ngộ, cho nên muốn gieo cái, gây cái nhân mà mình hình thành cái nhân, tạo tác ra cái nhân, cho nó không phải á. Mà mình cứ cứ muốn ha, nên nó phải thực hành, không chịu thực hành mà cứ muốn cũng là sẽ We tìm have sở to cầu, focus cũng là on sở a đắc, practice cũng là sở instead sở, cũng of là lòng keep vào ngã chấp, wanting vẫn to hình accomplish thành trên cái năng something. sở. Chứ không If we có keep having cái năng wants sở and trên công desires, we phu chưa still quan trọng. fall into Chứ nói subject là and object. nhập lưu á là lìa sở, chứ mà sở nhập ký tịch, tức là To turn cái inward sở biến mất hoàn toàn, thì tướng động tịnh không có hiện lên, is giống như tướng sáng to tối, sweep tướng away the subject. không có hiện lên, tức là hai, tất cả tướng phân biệt nó không có hiện lên. And Tức là cái all sở nó mất thì đâu còn the signs cái phân biệt gì tương đối nữa of đâu đó. Mà cái đó discrimination là will cái, be đó là trên cái phương diện của giải thích thôi, là cái đệ nhị nguyệt thôi. Đức Phật nói là đệ nhị nguyệt thôi, cái quan trọng là phải thực hành. Nên phải gone. But all of nhớ bây those I giờ just đó là cái was, căn what's bản, hết sức important là căn to bản. Khi is to mà cái tâm mình có practice. cái sự mong muốn mong cầu á, nhớ vô sở cầu. When Thế là mình your thấy mind ô has tôi desires, an nhàn, always không có phiền não, remember, không có khổ đau, mình đắc được nó đó, gọi là công phu này we should tốt rồi đó, not thì attach mình vô to sở đắc. Hay those trở về thoughts. vấn đề thời đầu khởi nghi tình, tại cái tâm của mình á, nó hay vơ vào bám víu bất kỳ một cảnh giới nào, Our bất kỳ một mind cái nhân duyên gì, thì have mình the càng nhìn là càng tendency bám vào to đó. attach.
nó bám để nó cho là, và bám cho là cannot nó lọt vào attach to mình anything. sở, lọt vào cái vô minh ngã chấp. You know, and when Như it vậy là cái công attach, phu it fall chính cái chỗ into này mà tâm mình thấy khó subject chịu, object là and hồi giờ nó nắm bắt được, ignorance. hồi giờ nó có chỗ And dựa, that's chỗ nào why tựa, our giờ nó mind không nắm gì feel được, bắt gì được, không uncomfortable. luôn chỗ nào tựa chỗ nào được. Cho nên á, Because có khi nó bị we phỉ báng nữa, always have cái something to tâm mình nó không có attach hiểu, to, and chưa có now ngồi được when we practice, we don't have cái lời anything to abide của Phật to. tổ không That's why vô chấp thực sometimes nghĩa, we feel cái very pháp uncomfortable. tầm phào, pháp tầm bậy, pháp ngoại đạo rồi nó chế giễu trên cái sự tu tập nữa, chứ không phải không, cái ý thức And mình some đó. Rất people là kinh khủng. Đề talk tạo bad tội about mà this không biết, practice có khi bản because thân mình chưa có thấu đạt được cái pháp, they mình couldn't tự truly chứng mình không tu understand được thì không nói gì, mình đem ra the rêu practice. rao để cho người ta không tu được nữa, phỉ báng pháp nữa, thì cái tội nó nặng kinh khủng. Giống như chư tổ nói, Đức Phật nói, Đức Phật And thầy that chư is a tổ Đức Phật very nói, bad nếu mà mình tự chướng karma. ngại bản thân mình không tu được kiến tánh được thì đọa địa ngục một đại kiếp. Mà nếu mình ấy chướng ngại cho người không dám tu, không có giải thoát được, đọa đại địa ngục ba đại kiếp, đọa tới ba It's đại a kiếp. very bad Mà deed cái biết if một đại kiếp với we thời gian nó biết là bao nhiêu, create một obstacles đại kiếp on là other bốn people's trung kiếp, practice. mà một trung kiếp ấy, thì có 20 tiểu kiếp, mà một tiểu kiếp nó hơn 16 triệu năm, thì cái cộng lại nhân lên đó là ba đại kiếp là bao nhiêu cái thời gian ở trong cái địa ngục. Để xem ra cái địa ngục đó, nói là cái địa ngục của ý thức của mình đi nè, cái And mức we độ could xa đó, fall into cái a sự chấp bad tâm mình vô realms minh for mà a very, mình very long không time. thể đột phá ra được khỏi nó, tại mình không có tin cái chánh pháp này, thì làm sao mà có cái chánh pháp để mà hành, tại mình không có tin. Vậy thì trăm kiếp ngàn đời mình sanh ra lộn lại, sanh tới lộn lui, cuối cùng cũng chỉ là vô minh và tạo nghiệp thôi. Cho khi tạo những gì được gặp ở lâu thì ở lâu, ngóc đầu lên chui vào súc sanh xong rồi cái phước bạc nó cứ sanh vào cái người nghèo cùng khốn khổ, coi như là dốt nát nữa, mà toàn là chấp ngã, toàn là chuốc lấy phiền não, toàn là khổ đau không à. Rồi sau đó mới gần gần á, có cái gì mà gặp được á, thiện tri thức, với We được thiện tri have thức biết điểm been tu, going through biết countless nhân lives duyên với đạo, in the coi như là lower realm. ta trải qua nó rất là lâu xa, chứ không You phải đơn know, giản. for ca and it's such a long Thì time nó cũng từ before cái vô we minh và ngã chấp meet mà the mình right chưa thấu á, dharma chưa and thấu are thì able mình to từ từ á, giống như ngày attain xưa this body vua and trước vua thế become a thân này human being and learn quý about tinh tiểu thừa, hai these huynh đệ đó vô ngày thế thân, sau này kia là Bồ Tát thế thân á, làm 500 cái quyển luận There, bài there's thích the tâm stories lực about cực lực bài xích two đại tâm, brothers, chê là ngoại đạo, chê là không phải lời Phật, Master Thế chê Thân đủ thứ nhưng mà rồi created huynh đệ mình a nói miết người poem ta không nghe, to không talk tin á, bad about the mà kệ mình nói Mahayana đâu có nghe, đâu có tin, đâu có hợp thời cơ practice. đúng lúc đâu, cho nên làm thân And no luôn. matter Tức là how cái sự tu his tập á, brother advised him, làm cho he cái người still sư doesn't đệ care. hay sư đệ huynh đệ bằng cái sự công phu, bằng cái sự tu tập á, khi mà ông tu á, ông ngộ được cái lý đại thừa á, thì And ông sẽ after cảm thấy ông rất là xấu hổ that và rất là đau á, after tại vì sao, tại mình phỉ he báng mà practiced mình well không hiểu, and mình không có biết, đến understand mà the muốn Mahayana muốn quy sinh, Buddhism, muốn tự he tử lấy feel cái thân này mà ashamed sám hối á, giống như là and wanna phải lấy cái chết á để mà sám repent hối cái tội mình on tạo his mistake. á, mới cũng chưa mà phải chết một kiếp, nhiều kiếp cũng chưa hết được cái tội nữa, thì em biết làm sao để mà sám hối. Thì huynh đệ của mình mới nói, bây giờ hồi giờ ông Then làm his 500 cuộc brother told phỉ báng him đại thừa, that bây giờ ông in the viết past lại you created đăng ra, 500 làm sao mà poems viết to talk 500 bad quyển để about mà xiển the duyên với lại người Mahayana đời, Buddhism. thì Then ông now phải you qua lấy just cái need phương to pháp đó create mà sám the hối á, same mới bắt amount hết of ra poems 500 to cái lời, praise bắt đầu the 500 quyển Mahayana luận xiển duyên cực lực, xiển Buddhism. duyên đại thừa, từ After that đó mới mãn nguyện á, không có he thấy created coi như 500 là cũng poems như to là praise the yên Mahayana cái tâm á, practice. yên được cái tâm á, không And có after that, he phải was khổ able trên to đó. calm Nhưng mà his rồi mind á, down. tổ sư cũng đưa ra cái những cái hình ảnh mà đối với người học Phật của mình hiện tại thì mình đâu có biết đâu, có khi mình phỉ báng, mình hủy hoại, mình không có nhận ra, rất là oan uổng, thấu không thấu nổi. Nhưng mà rồi á,
Chẳng thà ở chỗ tiểu thừa, ngồi chỗ tiểu thừa, tu tập ở tiểu thừa, không nói ngồi trong đại thừa, hay là mang tiếng tham thiền mà phỉ báng thì cái tội nó nặng biết là bao nhiêu. In Tại some mình of mới us, lớp nhưng because mà rồi we nó không phải chân thật don't á, truly nên understand the cái tu tập practice. mình phải thận We trọng, happen, phải dè dặt, phải hết some of sức, them happen to talk phải bad kỹ about lưỡng, the practice, à, but không we need có to be very mà cautious. phạm một cái sai lầm cho dù là nhỏ nhất, giống như sợi lông sợi chỉ không được tái phạm, mà phải luôn And luôn á don't make that toàn thân mistake. toàn tâm toàn ý hết sức mà bảo vệ cái đại thừa, And chánh pháp use của Phật all và of chánh our pháp effort của to Lưu Tuệ. protect the Đó Mahayana mới and là the right Dharma cái of nghị the định Buddha for ơn, it tri to ơn báo continue ơn to để cho pass ta bảo down. được ơn Phật tổ. Mà That trong is cái hành động của our mình không phải là nói way xấu có to nha, mà có khi á pay bởi the cái gratitude vô tri của to mình á, cái vô minh, cái ngã the chấp của Buddha mình á, and the patriots. nó làm hại mình không biết. Nói tôi không có làm, tôi không có tác ý á, nhưng mà chính cái lời nói của mình, chính cái suy nghĩ của mình, chính cái hành động của mình nó vô tình, nó hủy hoại, làm cho người ta sợ, không dám tu. Sometimes Đó, our cái mình cũng thoughts, là tinh tấn mà, nhưng mà our người ta nhìn cái tướng mình á, words người ta sợ, người ta nghĩ mình tướng như accidentally vậy, giống như lên đồng, lên bóng, một cái tướng gì deter đâu other people mà from nói gì practice. mà nó tu giải thoát, mà thấy không thấy giải thoát mà thấy toàn là phiền não và ràng buộc, ta hoảng sợ. Là chính cái lời nói của And mình á, làm cho người make ta other people feel không discouraged tin Tam from Bảo, không tin Tam Bảo. believing Ta in sợ Tam the Bảo, ta three xa Tam jewels. Bảo, ta nói tu nhưng mà kỳ cục. Thì á, những cái đó đều là phát xuất từ cái vô minh ngã chấp của mình, do All từ cái of chỗ those không originates chịu á, from chuyên nhất công phu, our cái kỹ attachment lưỡng trên and cái ignorance and don't cái endure suy to nghĩ của mình. us not Thì practice trở well lại chữ tổ enough. luôn luôn nhắc cho chúng ta công phu, và So bền coming back, the bền tâm patriots vững chí always là một remind cái bí us kiên to cố để practice mà tu and tập, đó là have a luôn strong công determination phu to practice. mà cọ sát với tất cả tập khí. Tức là lấy cái quy củ nè, lấy cái giới luật nè, lấy Use cái vô the phạm nè, precepts and để mà làm the hàng rào, để examples mà bảo bọc, chứ không có nên giải đãi lười biếng to ở protect trên cái us sự công phu tu tập của mình đấy. from being Ta phải lazy tâm on không our ta phải practice. lắng lòng chịu nghe, chịu thỉnh pháp, chứ mà And cứ we phân have to biệt, be cứ willing so đo, to cứ tính seek toán, out the teachings. cứ năng sở ngã chấp á, thì mình khó có thể nhận được cái chánh pháp, khó có thể If we mà don't, rõ được cái phương then tiện của Phật á, is để mà mình we đi probably cho will be đến very hard cực for lạc. us Thì cái này mình phải luôn luôn thận trọng, to luôn luôn accept thận the trọng trong right thực hành dharma. phần tu, Therefore, và we have to nhớ always be cái cautious việc and be lớn close phải to hóa cho nó nhỏ, việc nhỏ hóa thành không, the mà wise lớn hóa nhỏ, teachers. nhỏ hóa Remember, không, nó từ cái công phu của make mình, all the nó sẽ big làm cho nó things tự động become tạo thành một cái smaller, the small tập things này, to cứ hy become sinh cái mặt nothing. trời đó. Nhưng mà nhờ công phu của mình cũng quên luôn, And the practice will help mình us không chịu công phu á, attain mình cứ trên cái sở đắc sở cầu sở sở, trên cái mà mình á, đi tìm cái năng sở thôi, trên danh tướng thôi, chứ không phải là cái pháp ly danh tuyệt tướng, không phải cái pháp lìa năng sở, mà là cái pháp nhập lưu, mà mình cứ cậy ra ngoài the right lưu tâm dharma is the dharma nên nó to tự help động us turn inward instead of outward. phải trở về đề thời đầu khởi như tình và So thả we mặc have to để như thế return nào cho to nó ask the không có sai, question, raise the khởi như tình làm sao cho nó đúng với tôn chỉ, doubt, and để make tha sure to mặc follow the đúng với right cái chỉ dẫn tâm principle của mình, by mình sẽ dần seeking out thành tựu. the teachings. And gradually you will Nói vậy nghe hiểu không? Dạ hiểu ạ. Con xin cảm ơn những lời khai thị You will hướng và become chính xác về better. thực tế của chúng con. Xin I con xin cảm understand ơn thầy. Master. Thank you so much.
Mời Kim Hoàng. Kim Hoàng, please. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Namo thầy, Sakya kính Muni thưa sư Buddha, cô cùng toàn thể đại dear chúng. masters, teachers and all Vừa rồi á, practitioners. trên dâm con cũng có nghe một cái bạn đồng tham khi hỏi về cái I vấn đề đàm recently heard phán. about another Giải co-practitioners đáp và asking cái about kiến giải. Thì có một cái quan điểm rằng là một người bạn đồng tham nói rằng là explanations and khi answers. mà tu á, thì có quan trọng là cái giải đáp về One công phu, practitioner còn said lại những cái kiến it's giải hoặc important là những cái to lời của ngữ lục của chư tổ, explain about cũng the giống như là practice giải đáp của kinh while kệ, thì chỉ có những cái kiến giải. the Còn xin thầy cho explanations biết, about cũng như trước đây thì thầy cũng the đã từng nói rằng là bất lập văn tự, sutras, vậy thì those that xin thầy khai just thị để create rõ more ràng hơn. Con knowledge. xin cảm ơn thầy. Because our practice is Cái chỗ này nè, cái điểm này là cái điểm more quan about trọng, practice, not about rất là nhiều words. người hiểu Could lầm, you explain more? rất là nhiều người hiểu lầm, This is hiểu sai cái nét a của Phật, lots of people cái ý của tổ của misunderstand sư, the sai về meaning of vấn đề cái ý của chư thiền hay chư tổ Buddha, nữa. the patriarchs Sư cũng and như the là wise mình nói teachers like Master thì sư cũng đã Weili kinh ra nhiều, sư always thì said cứ khai thị the mãi cái reason thiền thứ ba, why he cái thiền thứ ba thì mình không translate kinh a lot of nhiều nhưng mà nói tiền thật là khai books thị 7 ngày thôi, or 15 tiếng thôi, give a lot khai of thị là Dharma ai talk nói là nói, cho dù or answer cũng trả lời everybody's cũng nói, nói question 2 tiếng đồng hồ or cũng nói, even if trong nobody cái lời asks nói đó he có thể có still ý kiến give kiến Dharma. giải hay là phơi It bày kiến he giải, doesn't want mà people cuối cùng to mình hết tâm, create tôi nói là cho các vị to tự increase tâm, much cho nên of their càng càng knowledge. kiên He trì kiến always giải, said, mặc I dù talk đủ like this mà is to help kiến giải you thì có nghĩa guys lòng tham mà đủ không bao increase giờ đủ your và faith thỏa mãn in đâu your cả. mind, but not to, Càng uống nước you know, biển thì ta càng mặn càng not khát for càng say you không bao giờ to đủ cả, cling lòng on tham to và those thỏa mãn lòng words. tham và thỏa mãn cả, đó là Đức Phật cũng có nói mà, giống như cái ái mình giống nước biển á, càng uống thì Just càng like the khát, Buddha said, our thế là tham ái, desires thì tham will tướng just keep về tham cái gì cũng vậy đều khơi lên increase mình, more and more, you know, nên cái lời của Thiện Tri Thức mình like nói là even the always desires đều tăng to trưởng tri kiến kiến giải, accumulate mà more đều tăng knowledge trưởng niềm tin tin tự is tâm still sẽ a không buồn, desires. tăng trưởng So tin the tăng Dharma trưởng tin talk tự tâm sẽ that we không buồn, give cho nên đó, Đức Phật cũng muốn nói is mà, not nói to đi trên đường á, đi there đúng to đường để cho mình increase your tình knowledge. cờ ngang qua It's đường just á, there to có help một you increase lá trong your tay, faith hỏi in the tất cả mind. đệ tử lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều, nói lá trong đức tay Đức Thế Tôn ít, lá trong rừng mới nhiều chứ. Thế Phật nói Just tất like cả Sakya lời mà như Muni lai đã Buddha nói ra bằng said, lá trên nắm tay thôi, all of the bằng words lá trên nắm tay thôi, nó that chỉ I phương tiện thôi, mục talk đích để are làm sao tin just được skillful cái means. tự tâm của mình ấy, tin được cái lá trong rừng The mới nhiều, purpose đi vào is trong rừng mới thấy, for you to mới vào believe in your mind. mắt mình trực thị ấy, chứng kiến mới thấy, chứ giống như mình phải tự ngộ cái bản tâm mới thấy, bây giờ không có chịu ngộ, không chịu You have tu để mà ngộ to được cái bản tâm, mà cứ lý luận những practice cái lời yourselves nói ngôn ngữ suông ấy, to see your own thì nature. vô tình You mình cannot lại giống như là ôm ngón tay cho attach ngón tay to đó là mặt trăng thì sai the, lầm, my sẽ cũng explanations không biết ngón tay, cũng chẳng biết mặt trăng and luôn, go cũng chẳng after biết my sáng tối nữa, explanation hay sáng tối cũng không phân biệt to được, get awakened. tại cho ngón tay là mặt trăng thì làm sao mà biết cái sáng tối của mặt trăng, nên đó, từ sai đến sai thì cái sự học Phật của chúng ta y như vậy, nói thì thấy giờ nói cái phần đó là ai cũng hiểu hết đó, ai cũng biết hết đó, nhưng So our mà practice không is có the same rời khỏi thing. cái sai đó, vẫn luôn cái Everybody sai, understand the tại sách chữ của explanations mình là and cái the tôi mình, words, chính cái but phân nhận, they chính cái tương still đối, chính make cái phân biệt của mình, mistakes. Why? đó Because là they cái still thức thần mà, đó just là follow vẫn cứ their chấp tập ignorance and kiến mình rồi attachment. mình vẫn đuổi trên đó chứ không có rời khỏi nó. Cho những kinh bách dụ mà Đức Phật ví dụ á, những cái người người ngu á cả đống, nhưng mà nói cho người nghe mình nhìn lại, mình quán chiếu lại, té ra mình toàn là người ngu chứ không phải là người trí. Người trí thì đâu có Like nhiều the gì, nhưng mà Buddha do said, coi như là the không có trí nhiều nên Đức wise Phật phải phương people tiện nói nhiều, mà rồi are not mình that mê many. trên đó chứ không phải là thức tỉnh để mà trở về với And đây the Buddha với have thanh to tịnh. give a lot of Dharma talk Thì for cái chỗ này
Và nói cái điểm này cái people who's not câu số wise cũng quan enough, trọng đó. Thậm chí but nhiều some khi people bản just thân mình attach biết to đó là his mình vẫn words. phạm. Biết thì biết mà vẫn phạm. Phạm đâu phạm, chạy trên tri kiến, chạy trên kiến giải. Nên nhiều And some người of tới tâm us thiền understand that, phải but still make mistake. Why? biết Because they cái này biết still cái kia, hay là cho là follow, biết đủ, just go after the words. cho là gì gì You biết cái know, nữa, cũng là cho là, they cũng là think cái, that cũng là sở they thích, have cũng to là know sở thích, more. chứ không có khỏi được cái They have rồi. to learn more. Để nó chỉ có cái nghi tình, And nó they không quét được attach to cái ngã chấp tương đối, quét được cái those vô minh. teachings. Mà nói nghi tình ở đây là nói trên cái công phu, But nói trên công they phu should chân know thật, that only the chứ không doubt, phải chỉ nói cái nghi tình meaning vô the mà mình practice, đề hai ba câu mình cho là nghi tình, can help mình cho us là mình hiểu rồi, mình biết rồi, không cần thêm, to không cần nghe actually thêm, be không cần clear học thêm, mà đem đốt bỏ hết bát of kinh all tổ, the đốt bỏ teachings. hết kinh sách. Khi mà tổ đốt bỏ, tổ đã kiến tánh rồi đó, tổ mới ra những cái hành động đó. Còn bây giờ mình không có được cái gì hết, bắt chước đem ra phỉ báng, đổ bỏ tầm bậy tầm bạ, tội đọa địa ngục chết. And then Tổ some người ta people kiến tánh, also người ta phát nguyện, misunderstand tới cái and kẻ think Phật that, người ta đốt, you know, mình they bắt chước only need mình phá to chùa Đạp Phật, practice mình Phật and đốt don't rồi, need to tội địa ngục chết, chứ read không phải là the đơn giản. books or Mà mình anything. thì mình thích thích làm như But vậy, that đặc is biệt là not khi true đã either. mà chưa tới nơi mà đã mà làm theo cái vô minh, theo cái ngã chấp Only mà mình when we bắt chước, can, only when we are awakened, thì can we let go of cái mà tự cho là đủ rồi, tôi the nghe, tôi teachings. học từ thiện tri thức rồi, tôi không có cần thêm, tôi không có nghe thêm, không có giải thêm. Giải thêm chỉ chướng ngại, nghe thêm chỉ chướng ngại. Đó là do mình không có công phu. So Tôi the thấy là thought of nhiều some công people phu, tôi thinking rất sự that, tin tưởng you trong know, mình. I just need to practice, I don't need to Nghe nhiều thì chẳng anymore phải là teachings thêm, from the wise không nghe cũng teachers. chẳng phải là bớt. That is the Có wrong nghe không nghe không thinking lại as well. nữa. Không có dính không nghe nữa, giống như động tĩnh hai tướng không có dính mắt. Tại vì sao vậy? Tại họ đã lìa cái sở, họ đang lìa cái sở thì không dính mắt. Còn bây giờ mình kẹt trên năng sở, mình kẹt ở chỗ có Only when we are thì not mình mới attached to vướng ở chỗ có, mình kẹt ở chỗ không mình vướng ở chỗ seeking có. out the teachings Mình or chấp not seeking có thì out cho the là có teachings, mới đúng, mình chấp ở không á thì mình nói không mới được, thì then mình cần we tương đối, are able to chứ không follow phải the là right cái công phu, không phải là cái sự path. tu tập chân thật của mình. Nên cái đó cần phải tham học và phải công phu, chứ không khéo mình So bị we have to đánh both lừa seek out bởi the cái teachings and vô minh, bởi cái practice ngã chấp của mình, so that we don't bởi get cái tương tricked đối của mình. by Cái này our á, bản thân Phật duality, phải đục ngầu rất là ignorance nhiều and để học cái discrimination. cho là We tạo ham á. come into contact Ta with a nói lot of đủ chuyện đủ practitioner kiểu, nhưng mà consider nói vấn bring đề ta nói là ta themselves nói thôi. as their Ta thì bây giờ experienced các vị là practitioners. tin tự tâm đầy đủ phải không, cứ ngồi tu cho đến kiến tánh đi. Còn những người chưa tin tự tâm hay người chưa chết được cái pháp duyên đối với chánh pháp tham thiền á, thì để cho họ chết cái duyên. Đừng đâu We có encourage the mất mát people cái gì đâu, đâu who có doesn't thêm have một cái gì đâu, enough không có faith bớt một in cái gì their hết. mind to, Đó you là know, to cái mà tôi come thấy in nhiều close cái. contact with Chứ vấn us đề của while ta ở đây practice. là làm sao trở về được cái công phu của mình, So our main phá ngã goal chấp của here mình is thì mới đúng. to return to Chứ our mà mình practice and cho là thiếu hay cho là let go nhiều, of cho là our vui vẻ hay không cho attachment. là, thì nó kẹt đến cái ngã chấp vô minh. Nên đó, quan trọng phải trở về thực hành. Hiện tại bây giờ mình cũng đang bị vô minh ngã chấp nó chi phối, chứ không phải nói là Right tôi không now, we còn, are all tôi không influenced có by không có our không có gì ignorance nhiều. and Thì bây attachment. giờ ở chỗ mà mình đang lấn cấn, Some of đang us kẹt, be đang phân vân đó, heavily influenced by cứ those. đề thoại đầu, Some are less hỏi influenced, một but cách rõ ràng, we all chân have thật, them. cứ đề thoại So đầu we lên. all Dù need mình nghe to tri thức, ask the question nghe được and raise the cũng vậy, mà doubt. nghe không được cũng vậy, không thành vấn đề, cái duyên có nghe mà. Nhưng mà cái mà mình And we đang also công seek phu thì out cái the việc công teaching phu from the đang wise thành vấn đề, teacher. cái You này know, ta tới đây ngay lỗ tai mình ta nói sometimes we vô could thì listen to tôi them, nghe mình sometimes tại we sao mà mình could được. not. Nên mà mình đã nghe thì cái chuyện gì cũng nghe, tự động nó nghe mà. Cái lỗ tai, có lỗ tai là để nghe mà. Giống như tiếng nhạc, tiếng chửi, tiếng cãi, It's tiếng not ủa, tiếng mắng, important. tiếng nói ngược, nói xuôi, tất cả thứ tiếng. Nhưng mà mình có cái công phu mình thì mấy cái tiếng đó nó không có chi phối được mình, không mà không ảnh hưởng được mình. Mà nếu mình có công phu mình làm sáng tỏ cái tâm mình đó, thì những cái đó mình sẽ thấy rõ được cái vấn đề của nó, thấy rõ được cái nguồn gốc của nó, thấy rõ được cái vấn đề đúng chánh pháp hay không đúng chánh pháp của nó.
nó tự động thôi chứ không phải là mình nghiên cứu, không phải là nghiên cứu, đó là bình thường. If we practice Để well mình enough, cứ sao we'll be không phải clear để on mà all of mình those vẫn cứ tu issues. bổ, vẫn cứ tu tập. Rồi cái người này ý kiến người kia phát biểu, có khi phát biểu nó trúng bệnh á, thì mình giúp cho mình, mà không có bệnh thì cũng là công phu của mình thôi á, không thành vấn đề. Cho nên cái And vấn đề tu tập don't là mình sẽ quay về với công phu, pay too much quay về attention cái đấy about lìa năng what xả, other people say, cái ngã you chấp know. đó. Nó Just đúng cái nghĩa là return nhập lưu đó, à, to nó xuất return thân đó, inward, có return to nghĩa the là practice. tham thoại đầu, kháng thoại đầu, chiếu cố thoại đầu, chứ không phải chạy ra chỗ thoại vị Investigate để mà the thoại vị hóa là phân thô, biệt. Như là thoại vị contemplate the là cái hóa căn thô, sở, là nguồn gốc của vô minh. and don't Đi just đến run thoại on the đầu thì tail chính of cái the nghĩa mình words. cũng cắt đứt được cái căn bản của vô minh, căn bản của phiền não. The doubt will Nên help nếu us chúng ta tham tu, tham tu get tập, rid tham of thiền, the ta là origin of tham thoại đầu. our afflictions and Phương pháp ignorance. tổ sư thiền cũng là vậy, tại vì tổ tổ tương truyền chỉ cái một cái pháp này thôi, không phải là sáng chế. This dharma Cái is pháp này từ passed Phật, down từ by ba đời chư Phật để đi multiple qua, từ Phật cha patriarchs đi qua và dạy cho chư tổ cũng y theo and đó chứ không dám sửa. is Đâu có practiced dám by the mà Buddha tôn of hay thắc gì three đâu, đâu times. có phải dựng lên là quá khứ hay là hiện tại hay là tương lai gì đâu. À, The patriarch những just chỗ followed the mà Buddha. mình They an didn't thân lập create mạng, không chỗ their nào mà own an trú được đâu. Nên phải practice. hiểu cái chánh pháp của Phật. Đây. Hoàng nghe, nghe hiểu không? Do you understand? Dạ, con hiểu rồi. Xin cảm ơn thầy. Yes, I do. À, Thank bây you, giờ mình hết Master. giờ, giờ đi The tu. time À, is kính up thầy, to. kính sư cô, với It's bà time đồng tham. for Nam walking mô Bổn Sư Thích Ca meditation. Mâu Ni Phật. Goodbye, everyone. Namo Sakya Muni Buddha.